Hi, chào tất cả anh chị nha. Hôm nay em sẽ là làm một món là thịt cua chiên giòn kiểu Mã Lai để khách trong những ngày Tết nha anh chị. Món này cũng dễ làm anh chị ơi, đơn giản, nhanh nhanh gọn lẹ luôn. Mời tất cả anh chị những công đoạn tiếp theo nha. Thịt cua chiên giòn kiểu Mã Lai nha anh chị. Cái này thịt cua này là thường thì người ta sử dụng để nấu lẩu chua, lẩu ngọt là tất cả loại lẩu anh chị, nhưng ở Mã Lai người ta có thể sử dụng là đem đi chiên giòn để dành đãi khách mấy bữa Tết nha anh chị. Ở đây em có chuẩn bị hai loại nè, một loại là hiệu Kami, một bịch là 16 cây nha anh chị. Ở đây em có mua là được 8 bịch. Bây giờ em sẽ xé gà để chiên giòn. Bây giờ mình sẽ cắt gà. Ở trong này nó có một cái nhỏ 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 này nè anh chị. Nó có 16 cây. Ở đây người ta cũng có để vô cái bọc này nè, mình mở ra cái bọc ra hết luôn. Cái này chiên giòn ăn nó ngon thơm lắm. Ở đây nó có cái đường nối đây nè anh chị, mình xé ra. Em nghĩ là cái loại này chắc hơi khó gỡ rồi nha. Lúc trước em mua cái loại khác, loại kia nó dễ gỡ hơn, cái loại này nó hơi khó gỡ đó anh chị. Cái loại này hơi cứng à. Nè, anh chị sẽ gỡ 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 cái này nè. Mình gỡ theo cái đường ở trong cái cây này nè anh chị. Đeo vào tay khó làm quá. Cái loại hiệu kia thì không phải hiệu tâm mì á, khó gỡ anh chị ơi, gỡ ra nó không có được nguyên miếng, không có đẹp bằng cái kia. Cái này mình phải gỡ từ từ, cái loại kia thì mình gỡ ra nó được nguyên miếng anh chị, chiên ra nó được nguyên miếng nha, nhìn nó đẹp lắm. Còn cái này nó gỡ không được nguyên miếng, nó chỉ gỡ như gờ gờ vậy thôi, mà kệ đi. Cái nào ăn cũng ngon nha chị, nhưng có cái nó pha bột vô làm nó hơi cứng. Còn cái loại này là hồi nãy cái hiệu Kami á, cái hiệu này là anh chị, cái hiệu này xài nó mới hoài. Cái hiệu này nè, hiệu này mình gỡ nó dễ hơn. Cái này thì mắc hơn cái hồi nãy. Nè, cái này anh chị gỡ rồi vậy nè, xé ra miếng vừa ăn. Nếu cái này dễ gỡ anh chị gỡ nhanh. Cái này là hơi khó gỡ chút, mình sẽ bóp vậy nè mới bung ra chứ không cũng khó gỡ. Gỡ ra nguyên miếng thì chiên nó đẹp. Để vào cái thau này nè chị, cái gỗ hay cái thau vậy em cho nó có cho nó dễ, giống như là hút
gấu nước á, lợn lát mình chiên không có bị dăm. Đây không có dám mở hết, nhỏ hết rồi. Nên mình mở từ từ mình làm nhiều mở nhiều. Cái này làm rất là nhanh. Đều bao tay có làm không anh chị? Để cho gáo mình chưa xé, mình để cho cái gỗ á anh chị cho nó gáo nước, tại này mình để trong ngăn đá mà. Cái này đem đi nấu lẩu ngọt không anh chị? Cái này nè, nãy giờ em gỡ ra một buổi trời nè anh chị, được nhiêu đây nè, đây có hai loại nè anh chị, thấy không? Một cái nó rẻ tiền một chút, một cái nó mắc tiền, nhưng cái mắc tiền thì nó dễ gỡ hơn là cái rẻ tiền nha anh chị. Cái rẻ tiền nó làm giống như là bột của anh chị, nó nhồi rất là cứng, khó gỡ. Cái này nè, đây là khó, cái này nó khó gỡ anh chị. Còn cái mấy miếng bự bự này nè là của mình, nó dễ gỡ, một lát nữa mình chiên nó cũng được đẹp nữa. Ở đây em cũng có lá cà ri anh chị, đây là lá cà ri để dành nấu cà ri anh chị, để vô chiên cho nó thơm vậy. Bây giờ em đem đi chiên, sẽ chế dầu cho mình chiên. Thịt cua này vô nha, thịt cua này mình bỏ vô. Dầu cũng chưa đủ nóng nên chị ơi, thấy sôi rồi chưa nóng. Mình đổ hai thứ vô chiên hết một lượt luôn. Lúc mình vừa để dầu vô sôi anh chị, cái thịt cua này nó hơi mềm nha, nhưng mình mở lửa vừa vừa mình chiên từ từ, một lát nữa nó sẽ giòn. Xé miếng bự anh chị, chiên xong nó giòn cái mình ăn cái miếng bự nó ngon. Còn cái nãy cái loại kia thì nó khó mà gỡ, mình gỡ nhỏ nhỏ nên nó có bự có nhỏ ở trong luôn. Cái này giống ăn, nó chiên giòn giống như chả cá phơi khô vậy, của Mã Lai vậy anh chị. Bây giờ mình sẽ tước cái lá cà ri ra anh chị. Cái lá cà ri này nhìn giống như đây là lá cà ri, mình tước vô và mình thảy vô luôn, thảy vô cho chiên chiên một phần hả, trước giờ thảy vô cho nó thơm á. Lá này thường thường ta sử dụng là để nấu cà ri rồi á. Nếu anh chị thích thì cắt ra, còn không thích thì mình để vậy vô luôn, để chung cho nguyên miếng vậy luôn.
lá cà ri cũng đang sắp giòn rồi đó anh chị. Vàng này nè anh chị, bây giờ vàng rồi mình sẽ, thì cái này thì giống cũng như hồi nãy là mình cũng, ngoài giờ lát cà ri của mình là cắt ra nha. Ở bên này ta kêu cà ri anh chị ơi, ở Việt Nam thì mình hay kêu cà ri. Ở đằng sau hè ta làm nhà mấy tháng trời tới giờ 6-7 tháng rồi, giờ gần Tết rồi cũng chưa xong. Nè anh chị thấy đẹp không? Cái lá cà ri đó nó nhiễm luôn anh chị. Giòn ngon lắm anh chị. Cái thau này em có để giấy. Rồi giờ em đổ cái nãy mình chiên vậy. Em cho hút dầu. Chiên này xong á anh chị, ngồi cái nhà bếp á nào cũng cực dầu. Này chiên xong anh chị để vô keo á, cái Tết khách người ta lại á, người ta lại chúc Tết xong rồi mình để trên bàn á là tự động người ta lấy người ta ăn, là người bên này cũng vậy á. Anh chị khỏi mời người ta cũng ăn á, người lực của ta giống như người của ta bên này vậy, Tết là người ta lại nhà mình á, đồ mà trên bàn mình có cái gì ăn là người ta lấy người ta ăn thoải mái thôi. Đây sắp xong rồi đó. Vậy đây. Vàng vậy là được rồi nè anh chị, một lát nữa nó cũng vàng đó. Lá nó khô quá nó cũng không ngon. Thấy vậy nó còn nóng, một lát mình để qua thành màu khác rồi đó. Hơi màu ngà chút. Đây là thịt cua chiên giòn anh chị, em chiên xong rồi nè, rất là giòn và thơm luôn. Món này để dành đãi khách mấy bữa Tết đó anh chị. Nè anh chị thấy không, giòn gụm luôn, rất là ngon. Món này cũng dễ làm chứ không có khó nha anh chị. Hôm nay tất cả anh chị dây dùng cùng em nha. Em xin dừng video tại đây nha. Nếu thích nhé, bấm subscribe, chia sẻ, ủng hộ cho em đã có động lực làm những video tiếp theo nha. Cảm ơn tất cả anh chị nhiều. Bye bye.